câu cá về thì nói chung là câu cá về thì này vào bếp. Đấy, hai vợ chồng với mẹ với bác này. Ôi, trông ở đây rồi à? Ừ. Trông là mẹ. Trông. Đây là đang cay chảy hết nước mắt rồi. Nhìn. Đấy. Ông trông thật. Trông bóc vỏ. Anh ra rồi. Chị, anh đắn. Sao không tin nhỉ? Ừ. Giỏi, dạo này giỏi lên cơ. Tính lắm, để đơn giản đâu. Nhìn, cay mắt. Cay. Một cái dạo này lên cơ. Đây này, nhìn tay đầy này. Câu cá về nhưng mà món ăn của ngày hôm nay là hàu với ốc. Đấy, thế như này. Ở đây à? Ừ. Ui giời ơi, ngon quá. Nhanh lên này anh Tức ơi. Nhanh lên. Gần xong rồi. Đây nha, để làm dùng bác mạnh nha, bác mạnh đâu á. Bác mạnh lâu lắm. Bác mạnh đang làm gì? Ra thì chị biết. Ở đây là cái gì để chị? Chạm kín không? Chị ơi, ở đây là cái gì? Hàu. Hàu. Hàu hàu. Con hàu, hàu hàu ở đâu ra đấy? Đấy con hàu. Thế chưa? Rồi. Con xuống xuống. Thế rồi. Thế rồi đâu nữa? Thế rồi. Cay mắt. Cũng cay à? Hết rồi chấm ơi. Rồi bây giờ là chế biến hàu và ốc. Nói chung là không có việc gì khó, chỉ sợ không có người thôi. À xin đây. À xin. Không có việc gì là không làm được, mọi người hiểu chưa? Không có việc gì khó cả, chỉ sợ là không có người thôi. Mình không làm được, đã có bác mình, bạn mình làm. Không phải yên tâm. Nhà thiếu người thì đây. Đúng rồi, tiền thì thiếu người thì đây. Nhà tiền cũng không thiếu. Tiền thì thiếu, còn người thì đây. Không phải nghĩ. À có phải Thái này không bác ơi? Thái ra chứ. Dăm. Thái ra nhá, Thái nhỏ. Thái nhỏ ra chứ. Rửa hành lá đi. Bạn ơi, bạn rửa hành lá đi, tôi thấy răng này. Bạn phụ thì tôi thớt thì phải việc nào mới làm răng. À, dâu răng để làm gì? Nướng mỡ anh. Cái bà này. Sao lại cho dâu răng à? Thì ai ấy cả ốc. Không, răng cho canh. Ờ, răng cho canh. Anh thì cả thiên la, bạn ơi, bạn rửa đi. Có dứa đấy. Đừng cho dứa ăn dứa ngọt ngọt, ăn gầy lắm, ăn chán lắm. Nó chua chua. Ít nữa làm mà nhá, phù hậu. Ít nữa em nặng vào ghế. Thử. Dạ. Cây nám. 300.000 một cân mà. 300.000 một cân thì là, sợ. 300.000 một cân thì là. Ừ. Ôi cha là mẹ, ôi. Nó không thích ở đây. Đây là rau răm. Rau canh thì phải có rau răm chứ nhỉ. Đâu cơ mà thiền. Ý, nhưng mà không chóp ạ. Đây là đầu canh. Chị thôi. Ủa, không ăn thôi. Thì thôi. Dưa đi. Là cái gì bà? Vịt. Vịt. Lắc bất cầm giá. Nhà này đàn bà là được ngồi chơi. Đàn ông là phải làm việc. Đấy. Hôm nay lại có ác xin là trong có ngủ mấy nhí. Có em bé chưa? Ngủ mình nhìn có em bé chưa? Có rồi. Bé gì? Con mèo. Không như thế mới vui nhỉ? Vợ em như thế đấy. Làm tốt đi. Đúng rồi, làm. Làm đi. Vì
đi vào nhà này, đàn ông là cột, đàn bà là lóc. Đàn ông cần cơm, đàn bà không phải yên tâm. Không phải yên tâm. Ini sudah jadi guys, ini namanya keong, keong sawah. Chào mọi người, ở đây là ốc của đất đúng không? Ốc của đất. Ốc của gấu. Ốc nhồi. Ốc nhồi. Gấu ở đây này. Ờ đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đã vỡ nhiều. Nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà không có ai ăn. Không có. Thì sang đấy bắt ăn. Không có ai làm. Không ai làm, ai làm. Có khi ông đấy ông biêu. Biêu là cái gì? Thế đấy là ốc ở ruộng nó biêu rồi. Nó biêu rồi. Nhưng mà ăn được, ốc biêu ngon luôn. Ăn miệng của nó. Ăn cái miệng của nó thôi. Master chip. Đặt villa. Master chip. Đặt cấp luôn. Master chip. Đi miền Nam. Gấn. Đây đây đây. Đây để vào đây. Ăn rồi vứt vào đây. Ông nhảy được mấy con được con? Con nhảy được 3 con. Đưa đây đây đây. Đưa cái đấy, đưa cái bát đấy. Kìa gừng kìa. Chứ để đấy, ăn ốc đi ra. Để cho nó còn nóng. Em có ăn đâu mà đưa. Em để ý nhá. Ừ, em không ăn đâu ạ. Không không. Em làm bát cơm em đứng lên. Sang năm được khoai được ăn. Nào con ốc đã. Con đấy, cầm cho chồng về. Để chồng làm con ốc đấy. Có được. Có được. Có ăn nhỉ. Ngon không chồng? Đã ăn đâu mà ngon. Linh quay đâu lên? Hả? Quay đi đâu? Khoa đợi tí nhá. Sang năm khoa được ăn. Bây giờ là khoa chỉ nhìn thôi. Bạn một con chưa biết được ngon hay không? Rồi, hai chưa biết ngon hay không? Ba chưa biết ngon nữa không phải hết một năm hết đây này. Con chưa cảm nhận được, phải hết cháu mới cảm nhận được. Con làm cháu đúng rồi, ăn đi con thử đi mà này ăn này ngon hơn luôn, ăn ở trên ấy nhỉ. Em gái giờ ăn nó còn không ngon bằng. Em gái ơi, cái lực 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 cái lực. Năm nay khoai chỉ nhìn thôi. Khoai bảo đi. Sang năm nhá. Em gái ơi. Kia khoai. Đây 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 đây. Khoai nhìn này. Em gái. Vi gọi khoai. À nhìn đây. Khoai bảo. Ôi. Khoai đây. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Ăn cái gì đấy? Ngày đẹp ơi. Hầu hầu hầu. Ngon quá nhỉ. Ăn hầu chúng ta kè. Bên thắng.
không được hay. Kìa. Kìa sang bên này. Ăn nó không phát huy tác dụng ngay đâu. Nó phải từ từ ấy, nó phải vào ruột ấy, nó phải. Tôi kiếm em bắp nhưng mà vợ đang đi tháng cũng làm gì được.